Kính chào quý vị, trở lại với chương trình làm đẹp của công ty dược mỹ phẩm Forever Vumore. Ngày hôm nay Ngọc muốn nhắc quý vị một cái sản phẩm mà hầu như chúng ta đã quên rồi, đó là làm sao để tái tạo lại các hormone của chính chúng ta. Quý vị, chúng ta thường biết đó là phụ nữ đó là sợ nhất là cái thời kỳ mà tiền mãn kinh. Bởi vì tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh là người phụ nữ có hai cái nỗi ám ảnh. Thứ nhất là tốt rượu nhiều và da chúng ta cằn cỗi xấu đi, đó là bên ngoài. Còn bên trong tâm sinh lý đó thì rất là bất ổn định. Thứ nhất là tính tình nóng nảy nè, rồi hoặc là rất là nhạy cảm, dễ khóc, dễ buồn, rồi bực bội. Và cái quan trọng nữa đó là chúng ta cảm thấy là bắt đầu bước vào cái tuổi già và đời sống bế tắc. Cho nên đó thì thường thường là cái làn da người phụ nữ vào thời điểm đó đó nó đi kèm theo bởi những cái mất ngủ. Những cái mất ngủ mà nó liên tục đó thì đã làm cho chúng ta bị xấu da. Và nam giới cũng vậy thưa quý vị, nam giới vào thời kỳ 42 tuổi trở lên là cái thời kỳ đầu tiên của gọi là mãn dục nam. Cho nên các anh đó tâm sinh lý bất ổn lắm. Thì làm thế nào để phục hồi lại và thế nào mà chúng ta bị như vậy? Theo nghiên cứu khoa học thưa quý vị, thì phụ nữ và nam giới vào cái lứa tuổi bắt đầu bước vào cái đời sống tuổi già thì các hormone chúng ta cạn dần. Và còn trẻ đó thì chúng ta có rất là nhiều cái hoài bão, có rất là nhiều cái ước mơ. Và bởi vì lúc đó là cái hormone còn đầy đủ cho nên chúng ta cơ thể chúng ta rất là khỏe mạnh. Nhưng khi lớn tuổi cái hormone nó cạn dần theo năm tháng, và cái tuổi 45 trở đi của người nam giới là nó giảm đi khoảng 2/3. Và phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh thì hormone cũng giảm khoảng hơn 2/3. Cho nên những triệu chứng tâm sinh lý bất ổn bắt đầu xảy ra. Vì vậy để phục hồi lại cái cuộc sống lành mạnh, tinh thần lành mạnh và sức khỏe chúng ta ổn định thì các nhà nghiên cứu của Mỹ họ đã nghiên cứu được một loại thuốc gọi là DHEA. Quý vị thấy trên bàn Ngọc Nhi đó, DHEA là gì? Nó là một cái loại thuốc nó giúp quý vị đó control lại và tạo lại các hormone cho cơ thể quý vị. Quý vị biết đó, thứ nhất người phụ nữ Ngọc Nhi nói từng cái loại từng cái giới hạn của tuổi. Khi phụ nữ bắt đầu 30 tuổi thì hormone bắt đầu nó cạn dần và nó không có sản xuất ra được nhiều nữa, cho nên quý vị bắt đầu cảm thấy là làn da bắt đầu nổi màu đậm hơn, nốm trên da nhiều hơn, tóc bắt đầu rụng. Thường thường quý vị mình sinh con đó thì cái hormone bắt đầu thay đổi cộng với cái tuổi của mình thì chúng ta lại phải bị nặng hơn nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải thật là cẩn thận. Quý vị dùng DHEA này đó để làm gì? Để bù lại cái lượng hormone mà quý vị đã bị mất. Cho nên chúng ta rất là cần thiết mỗi ngày một viên để giúp quý vị. Thứ nhất về phụ nữ đó là nó kích thích cái buồng trứng chúng ta tạo ra cái hormone nữ trở lại, giúp cho quý vị thứ nhất là da chúng ta không có bị khô, bị sần, bị sẫm màu xuống và bị cằn cỗi đi. Thứ nhì là chúng ta không có bị rụng tóc. Cái đến nữa là chúng ta không có bị cái chứng khô âm đạo. Bởi vì khi hormone cạn kiệt đó là cái đáng sợ nhất của người phụ nữ. Và cuối cùng nữa là cái tính tình chúng ta không có bị thay đổi khi thiếu hormone. Thì đây là cái loại thuốc mà nó giúp quý vị là từ cái tuyến thượng thận quý vị hoặc là cái buồng trứng quý vị tiết ra cái hormone để control cuộc sống bình thường của quý vị lại. Đối với nam giới từ 42 tuổi trở đi, quý vị nam giới bắt đầu ở cái thời kỳ đầu tiên của tiền mãn kinh, lúc đó tính tình các anh rất là dễ cọc cằn, hay cáu gắt và cảm thấy không có happy với đời sống gia đình, chẳng hạn như là bực bội vợ con hay là không happy với việc làm, và tạo ra cái tâm lý bất ổn. Cho nên các anh thường thường là đâm ra là dễ bực dọc với gia đình, bởi vì gia đình là những người ở gần các anh nhất và lãnh trọn cái hậu quả đó. Cho nên khi mình dùng cái thuốc DHEA này đó, nó giúp quý vị đó là thứ nhất là tạo ra cái hormone nam bằng cách là kích thích cái tuyến thượng thận tiết ra cái hormone nam. Thì khi có hormone nam đầy đủ thì thứ nhất các anh năng động hơn về suy nghĩ, về sinh lực, về năng lực và về cái sức khỏe của mình nữa. Thì theo nghiên cứu của Mỹ đó, người ta đã dùng thử trong tuổi 60 hoặc là 100 người ở tuổi 60, 100 người khác cũng ở tuổi 60, 100 người đầu tiên người ta đã dùng thử DHEA này. Thì sau kết quả 10 năm thì những người dùng cái này đều đặn mỗi ngày thì cơ thể có thể già đi, nhưng mà thứ nhất những cái bệnh về rỗng xương, về tiểu đường, về cao máu nó không xuất hiện ra, và đồng thời đời sống tình dục của họ vẫn bình thường. Còn những người mà không có dùng thì thứ nhất các chứng bệnh như tiểu đường, rỗng xương, cao máu nó phát triển lên tới 70% trong 100 người đó. Và kế đến nữa đó là cái tuyến thượng thận không kích thích được, cho nên
khả năng tình dục của họ giảm rất là nhiều. Vì vậy thưa quý vị, DHEA là một cái loại thuốc mà có thể giúp quý vị đó tái tạo lại cái hormone. Đa số nam giới đó thì hay là đi mua những cái loại thuốc, chẳng hạn như là những cái loại thuốc mà phục hồi khả năng sinh lực, khả năng tình dục của quý vị. Đó là một cái thật sự là sai lầm, bởi vì nó chỉ kích thích vào thời điểm đó thôi, nhưng lâu dần nó sẽ ảnh hưởng về vấn đề tim mạch quý vị. Thưa quý vị, DHEA là cái loại này, thưa quý vị, trong một hộp đó là nó có 90 viên. Quý vị thấy đó, 90 viên, trên nó có để cái chữ là brain function. Brain function là nó trực tiếp vào cái não của quý vị, để giúp quý vị đó là function lại, và cái não quý vị hoạt động nhanh hơn, tốt hơn và khỏe hơn về cái não của mình. Nó ngăn ngừa được những cái bệnh cao huyết áp, những cái bệnh tiểu đường hay là những cái bệnh rỗng xương, thậm chí là nó làm quý vị cảm thấy trong cái vấn đề mà quý vị tập trung vào vấn đề gọi là thể dục thể thao đó thì nó khỏe hơn. Thưa quý vị, một hộp như vậy đó nó có 90 viên. Quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc về loại thuốc này thì gọi ngay bây giờ, tôi sẽ trực tiếp trả lời quý vị. Số phone quý vị gọi vào là 1-888-933-7624, 1-888-933-7624. Quý vị gọi ngay bây giờ, quý vị sẽ được mua một hộp thứ nhất là 50 đồng cho 90 viên, là uống được 90 ngày. Hộp thứ nhì chỉ nửa giá mà thôi. Hộp thứ nhì được giảm nửa giá mà thôi. Thì quý vị gọi ngay bây giờ 1-888-933-7624. Trở lại với thành phần của thuốc thì thưa quý vị, những cái loại thuốc này quý vị thấy nó nằm đầy ở trên những cái tiệm như là Walgreen, Safeway hay là trong các cái pharmacy. Mà cái hàm lượng tùy theo cái cơ thể quý vị yêu cầu. Thường thường đó, quý vị đi bác sĩ đó thì bác sĩ có đo thử, test thử các hormone quý vị, và sau đó đó thì người ta đồng ý quý vị cho quý vị dùng cái này để tăng cường và phục hồi lại các hormone quý vị. Nhưng quý vị thử đi ra ngoài các pharmacy và mua những cái loại thuốc mà chẳng hạn như là thuốc những cái loại thuốc bào chế của người châu Á mình đó, linh chi, đông trùng hạ thảo, sâm này, sâm A, sâm B, sâm C, hay là những cái loại rau củ quả thì quý vị không có thấy họ bán của người châu Á mình. Nhưng đặc biệt DHEA này quý vị có thể mua được bất kỳ nơi nào. Cái giá cả tùy theo là cái hàm lượng rẻ hay mắc, tùy theo cái hãng sản xuất quý vị. Thì 50 đồng cho 90 viên, một ngày một viên duy nhất mà thôi, rất là hiệu quả. Ngọc Như rất là thành công cái này trong 7 năm nay, hầu như ai uống cái này rồi cũng kết quả. Nếu về phụ nữ nè, thứ nhất là tóc không có rụng, da không có bị cằn cỗi khô cằn nữa, không có bị chứng đau nhức mình mẩy, cao máu, tiểu đường, đau khớp giảm đi thật là nhiều, bởi vì các hormone chúng ta nó bồi đắp lại được rồi. Còn về nam giới thì hầu như là 10 người, hết cả 10 người nữa là anh thấy thật sự là work. Công việc của anh làm nó suôn sẻ hơn, không có mệt mỏi, không có bực bội nửa chừng. Và tâm lý rất là ổn định, và đặc biệt là đời sống tình dục các anh rất là hài lòng. Thì thưa quý vị, đây là một cái loại thuốc kích thích tuyến thượng thận của các anh để phục hồi lại cái khả năng của đàn ông. Và đồng thời đó, nó giúp mình, cái não mình đó, nó hoạt động nhanh hơn và hoạt động bình thường lại. Quý vị nhớ nè, hồi còn trẻ đó, nam hay nữ cũng vậy. Cái tuổi chúng ta lúc còn trẻ thì cái da đẹp, có nhiều hoài bão và chúng ta làm việc không thấy mệt. Còn bây giờ đó, quý vị làm việc nửa ngày, quý vị cảm thấy là mệt rồi. Và đồng thời là quý vị cảm thấy là hay đau nhất, và đặc biệt nhất là tâm sinh lý bất ổn lắm. Thì cái viên thuốc này nó giúp quý vị tạo lại cái hormone mà hồi quý vị còn trẻ, để bây giờ quý vị cảm thấy rằng mình có đầy đủ năng lượng, sinh lực mà không có bị mệt mỏi. Tuổi có thể dùng cái này là từ khoảng 35 tuổi cho đến 80 tuổi đều dùng được, mỗi ngày một viên. Cách dùng đó là uống buổi sáng mà thôi. Quý vị đừng có nên uống sau 3 giờ chiều. Bởi vì sau 3 giờ chiều đó thì quý vị nó tạo ra cái năng lượng mà. Nó cho quý vị nhiều cái energy, cho nên quý vị sẽ cảm thấy là khó ngủ. Cái giờ người ta đi ngủ, quý vị lại thích thức dậy là quét nhà hay là dọn garage hay là quý vị phải làm một cái gì đó. Bản thân Ngọc Nhi bị một lần rồi, thưa quý vị, một ngày một viên mà thôi, đừng có tham dụng hai viên. Có một lần thưa quý vị, Ngọc Nhi uống một viên xong rồi, cái Ngọc Nhi quên đi. Cái chiều là lúc đó là khoảng hình như là trưa là phải uống một viên thứ nhì, và không nhớ là mình đã uống buổi sáng rồi. Quý vị biết không, một mình Ngọc Nhi đó mà Ngọc Nhi dọn nguyên một cái nhà, 3 ca garage đó, Ngọc Nhi dọn sạch sẽ, ngăn nắp đâu vào đó. Tới 11 giờ đêm, không thấy mệt. Ngọc Nhi mới hỏi người chị, ủa sao bữa tôi làm dữ vậy? Thật sự thưa quý vị thì mới biết được rằng mình đã uống double đô. Khi vị dùng double đô đó, cái cảm giác là quý vị làm không có muốn ngừng. Và phải làm, phải vận động như thế nào đó để nó burn ra cái energy đó. Thế nên nhớ là quý vị không cần phải uống nhiều.
Một ngày một viên duy nhất 25mg là đủ liều lượng cho một cơ thể một người bình thường rồi thưa quý vị. Thì quý vị uống nhiều đó, quý vị cần phải chạy bộ hoặc phải vận động làm cho đổ mồ hôi để nó burn bớt energy cho quý vị. Thì nhớ là một ngày một viên mà thôi. Thưa quý vị, cách dùng cái này đó nó rất là dễ, nhưng mà quý vị chỉ dùng cần 5 ngày thôi là quý vị đã cảm nhận được rằng nó có work hay là không work rồi. Thì thưa quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 1-888-933-7624, 1-888-933-7624 để quý vị biết được là cho xin cho quý vị 5 cái viên để uống thử. 5 ngày thôi là chính quý vị cảm nhận được liền. Chỉ 5 ngày thôi là quý vị cảm nhận được liền là cái cơ thể quý vị nó thay đổi. Thứ nhất, quý vị làm tới nửa ngày quý vị không thấy mệt, tới tối vẫn không thấy mệt, nhưng tối về quý vị ngủ rất là ngon, rất là ngon. Kế đến nữa là tóc quý vị sẽ giảm rụng thấy rất là rõ, làn da quý vị sẽ mởn hơn, sáng hơn và không có cái mà sậm màu hay là không có bị thô thiển cái làn da nữa. Và cuối cùng nhất là cái tâm sinh lý quý vị sẽ rất là ổn định. Nếu là phụ nữ, quý vị sẽ không thấy cảm giác là dễ bực bội, dễ khóc, rất là nhạy cảm, dễ buồn, dễ khóc. Quý vị thấy thường thường ta hay nói là bộ là dù đang thời kỳ tiền mãn kinh sao mà quạo quọ như vậy, hay là hay sensitive, hay dễ khóc như vậy. Đó là cái triệu chứng tâm sinh lý phụ nữ. Thì quý vị dùng cái này đó, nó tạo cảm giác là hưng phấn, vui vẻ và thoải mái, quý vị sẽ không thấy cảm giác mà bực bội nữa. Chuyện gì tới tới thôi kệ, không có còn lo âu nữa. Rất là hay quý vị, đó là nữ giới. Và đặc biệt nhất là cái chấn khô âm đạo sẽ không có xảy ra. Phụ nữ sợ nhất là cái đó, phải không quý vị? Rồi, còn về nam giới, thường thường chúng ta thấy là ông chồng chúng ta khoảng bốn mấy tuổi đó là không có gần gũi chúng ta nhiều, nghĩa là ông có mèo rồi, hay là ông hết thương chúng ta rồi, đúng không? Thật sự là không phải đâu quý vị. Và bởi vì chính các anh không biết rằng mình đang ở thời kỳ mãn dục nam. Cái cảm giác hưng phấn tuổi trẻ nó không còn. Rồi cái cơ thể nó mệt mỏi và cái hóc môn nó không có bơm lên đủ để các anh phải đòi hỏi. Cho nên vì vậy mà các anh quên đi cái bản năng đàn ông của mình. Thì khi dùng cái này đó, lập tức nó kích thích cái tuyến thượng thận trở lại và nó nhắc nhở cơ thể người đàn ông phải đòi hỏi. Và thứ nhất là cái năng lượng nó tràn đầy, cái sinh lực và cái năng lượng nó có nhiều, thì khi đó các anh rất là khỏe thưa quý vị. Thì một lần nữa đó, nếu quý vị order ngay trong thời điểm này thì mua một hộp thứ nhất là 50 đồng, hộp thứ nhì chỉ nửa giá mà thôi. Thường thường Nhi khuyên đó là nên cả hai vợ chồng cùng dùng, bởi vì nó phải đồng cảm với nhau. Và cái hay nhất Nhi thích đó là thưa quý vị, nó không có làm cho quý vị cảm thấy là mình đang uống thuốc, rất là nhẹ nhàng, rất là khỏe. Và trong công việc đó, quý vị sẽ làm việc rất là năng động. Nếu quý vị làm những cái nghề lao động tay chân nặng cho các anh thì quý vị nên mua dùng thử hoặc mua tặng chồng mình. Còn nếu quý vị là những người phụ nữ mà làm việc như là cần về đầu óc hay các anh cũng vậy, thì quý vị cần dùng cái này để nó function cái não quý vị, mà nó kích thích cái não quý vị để làm việc tốt hơn. Thưa quý vị một lần nữa là 1-888-933-7624, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ. Nếu quý vị muốn hỏi Ngọc Nhi riêng thì quý vị thấy gọi đi số điện thoại trực tiếp Ngọc Nhi là 408-679-3069. Nếu ở San Jose, quý vị vui lòng gọi là 408-679-3069. Hoặc quý vị đến địa chỉ là 2268 đường Center Road. 2268 đường Center Road nếu ở San Jose. Còn nếu quý vị ở xa thì vui lòng gọi 1-888-933-7624 để xin cái hàng mẫu là 5 viên dùng thử nha quý vị nha. Thì thưa quý vị, ở San Jose như có rất là nhiều các anh chủ hãng đó. Quý vị biết không là một lần mua mười mấy hai chục hộp, Ngọc Nhi nghĩ rằng một hộp uống được 3 tháng, 10 hộp uống được tới 30 tháng lần quý vị. Mua chi dữ vậy, thì anh nói rằng là anh mua để tặng các công nhân viên của anh. Hãng của anh rất là nhiều nam giới và họ vào cái đứa tuổi 40 mấy trở lên không à. Thì anh biết tâm sinh lý bất ổn và chính bản thân anh đã trải qua thời kỳ đó rồi. Cho nên đó anh muốn tặng. Cái món quà tặng cái này nó không có đáng bao nhiêu, chỉ 50 đồng. Mình cầm 50 đồng mình cho nhân viên mình đó. Thì thưa quý vị là nó không có worth, đúng không? Nó không có đáng giá. Nhưng mà khi quý vị cầm một cái sản phẩm mà quý vị tặng, nó chỉ trị giá 50 đồng thôi. Mà quý vị lại chứng tỏ rằng mình
khen cho người nhân viên đó, mình khen cho người đồng nghiệp của mình, người bạn của mình, mà người ta dùng được tới 90 ngày mà về sức khỏe nữa, thì thưa quý vị, đây là một cái món quà thật là lý tưởng. Mà nếu quý vị mua một hộp thứ nhất, hộp thứ nhì, quý vị chỉ trả có nửa giá thôi, thì còn nó còn rẻ nữa quý vị. Nếu quý vị nào đang nghe chương trình này mà quý vị là những người chủ của những cái hãng, hãy chứng tỏ rằng mình yêu thương nhân viên của mình bằng những món quà thật là thiết thực và giá trị. Đây là một cái món hàng mà có bán đầy ở các pharmacy của Mỹ. Nhưng thường thường hàng mà hàng chợ đó thì cái giá nó lại rẻ hơn và chất lượng nó không bằng những cái hàng đặc trị của những công ty lớn, thưa quý vị. Vì vậy quý vị có thể gọi vào công ty Billmore một lần nữa là 1-888-933-7624 để hỏi thử cái này, dùng thử và tặng người thân. Còn nếu quý vị nào là phụ nữ, mình hãy yêu bản thân mình. Quý vị cần nè, đừng có rụng tóc nè, da đừng có xấu nè, cơ thể vẫn tràn đầy sinh lực, vẫn mơn mởn nè. Và cái đặc biệt nhất là quý vị không có cảm giác là ngán ngẩm hay là lười cái vấn đề sinh hoạt vợ chồng. Thì đó là một cách làm rất là mất hạnh phúc. Cho nên hãy bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình bằng cách là dùng cái DHCA này của công ty Billmore để giúp quý vị tăng cường lại cái chức năng của người phụ nữ. Thứ nhất là nó phục hồi cái tuyến cái buồng trứng quý vị để tiết ra cái hóc môn nữ và làm quý vị da dẻ đẹp hơn, không bị bệnh rỗng xương. Phụ nữ sợ nhất là cái đó đó quý vị. Rồi cái đến nữa là da không có bị xấu, không bị rụng tóc và tâm lý chúng ta ổn, không có bực bội hay là dễ gây cáu gắt hay là dễ kiếm chuyện với người nhà. Chính bản thân người phụ nữ bị tiền mãn kinh hay là mãn kinh không biết rằng họ đang thay đổi tánh tình. Cho nên chỉ có những may mắn lắm quý vị gặp được những người chồng mà thông cảm thì mới chịu được quý vị qua thời gian đó. Hầu hết tại sao người ta hay ly hôn vào lứa tuổi 40 mấy, 50 mấy là bởi vì thời điểm đó cả quý vị lẫn chồng quý vị đều thay đổi hóc môn, đều bị cạn kiệt cái hóc môn và bản thân quý vị không biết là mình thay đổi, cho nên cả hai cảm thấy rằng đối nghịch với nhau, không có dàn được. Thì đây là một cái viên thuốc đó giúp quý vị khỏe, sống khỏe và sống có ý nghĩa với gia đình mình hơn. Thì quý vị đừng có ngại, hãy mua ngay bây giờ hoặc là xin sàng mẫu ngay bây giờ. 1-888-933-7624 để xin cho được cái hàng mẫu viên thuốc này uống thử và kết quả nằm trong tay quý vị sẽ hiểu được liền nó thay đổi như thế nào. Còn nếu quý vị là nam giới thì hãy bảo vệ hạnh phúc của mình. Đừng để người phụ nữ của mình cảm thấy tủi thân, cảm thấy là bị không được yêu thương và cảm thấy rằng là bất lực vì một gia đình đã không còn như xưa nữa. Thì quý vị hãy dùng viên thuốc này, thứ nhất giúp cho quý vị khỏe, không bị cao máu, ngăn ngừa được tiểu đường, ngăn ngừa cholesterol được đó quý vị. Và đặc biệt nhất là brain function, là giúp cái não quý vị nó hoạt động mạnh mẽ hơn, tuổi quý vị nó trẻ lại hơn và nó không bị lão hóa não, và hay nhất là nó chặn được cái chức mất trí nhớ người già. Cực kỳ hay. Nó giúp cái não quý vị function liên tục cho nên không bị cái chứng mất trí nhớ người già. Thì thưa quý vị, nếu là các anh thì các anh nên mua để giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình và giúp mình là tìm lại được cái cảm giác tự tin của người đàn ông ngày xưa. Hả quý vị ha? Thì một lần nữa, 1-888-933-7624. Đây là sản phẩm bán chạy nhất của công ty Billmore đối với nam giới. Và quý vị hãy dùng thử để biết được là nó tác dụng của quý vị thế nào. Thì thưa quý vị, một hộp đó, nó 90 viên mà Ngọc Nhi thấy là hầu như là các anh uống khoảng tới, Ngọc Nhi nhớ là khoảng, nếu cái người mà cao tuổi đó, thì quý vị uống khoảng 5 viên đến 10 viên là quý vị thấy kết quả ngay lập tức. Còn nếu mà quý vị là cái người mà còn trẻ đó, thì thưa quý vị chỉ vài ba hôm là quý vị thấy khác liền. Vì đây là cái sản phẩm mà Ngọc Nhi rất là yêu thích. Hầu như rằng là những ai đã dùng qua nó rồi phải trở lại mua và mua rất là nhiều lần, vừa cho mình và vừa cho người thân nữa quý vị. Một lần nữa là một cái hộp như vậy đó là 50 đồng cho 90 viên, dùng được 90 ngày. Một hộp thứ nhất, hộp thứ nhì chỉ nửa giá mà thôi. Nếu quý vị order ngay xem chương trình này nha quý vị, nhắn vị nhớ nha, vì để trễ quý vị không được giảm giá đâu đó. Rồi thưa quý vị, Ngọc xin nhắc lại nè, 1-888-933-7624 nếu quý vị ở xa. Nếu quý vị ở San Jose, quý vị gọi là 408-679-3069, 408-679-3069, hoặc quý vị đến 2268 đường Center, 2268 đường Center.
khu thương mại đối diện ngay cây xăng của Costco nhìn qua nha quý vị nha. Thì cứ đến xin cái hàng mẫu đi để quý vị biết được tốt như thế nào. Thưa quý vị, có rất là nhiều cái công ty của Mỹ đã sản xuất cái loại này và họ rất là thành công. Dường như là 10 năm qua, đây là cái sản phẩm mà phục hồi hóc môn hay nhất của Hoa Kỳ. Quý vị biết không? Thực sự ra đó, cái nền y tế của Hoa Kỳ đó, người ta tập trung vào cái sức khỏe người lớn tuổi nhất. Bởi vì cái thế hệ trẻ lớn lên họ không có kinh nghiệm, họ có tài nhưng họ không kinh nghiệm. Chính phủ Hoa Kỳ rất là cần những người đứng tuổi bởi vì cái kinh nghiệm về cuộc sống và về công việc rất là nhiều. Vì vậy, họ muốn tạo ra cái sản phẩm này để giúp những cái người lớn tuổi sống lâu, sống khỏe, nhưng mà phải khỏe. Sống lâu mà không có minh mẫn thì là một gánh nặng cho xã hội. Sống lâu mà không có khỏe là một cái gánh nặng cho cái nền y tế Hoa Kỳ. Cho nên cái viên thuốc này nó giúp quý vị được minh mẫn, không mất trí nhớ người già. Thứ nhất, thứ nhì là không bị bệnh cholesterol, loãng xương, cao máu, tiểu đường. Đó là những cái chứng bệnh mà sợ nhất của chính phủ Hoa Kỳ và cái nền y tế Hoa Kỳ. Sản phẩm này hầu như quý vị đến phòng bác sĩ, quý vị hỏi là tôi có thể dùng cái thuốc DHEA được không? Đó là một cái tên chung. Một cái tên chung là DHEA. Quý vị thấy nhìn lên màn hình, trên chai thuốc nó có bốn cái chữ viết tắt. Tại cái tên thật của cái sản phẩm này nó dài lắm quý vị. DHEA là cái chức năng chánh. DHEA, quý vị hỏi bác sĩ, hầu như đa số 90% hơn các văn phòng bác sĩ đều cho quý vị dùng. Để thứ nhất, cả nam lẫn nữ đều dùng như nhau hết. Nếu là nữ giới thì nó kích thích cái buồng trứng để tạo ra cái hóc môn nữ cho quý vị, giúp quý vị đời sống tình dục thăng hoa hơn, không có bị lười và da đẹp hơn, không bị cằn cỗi. Còn nếu quý vị là nam giới thì nó giúp quý vị làm phục hồi lại và kích thích cái tuyến thượng thận của nam giới để tiết ra các hóc môn nam, giúp quý vị là mạnh mẽ hơn, năng động hơn, suy nghĩ nhanh nhẹn, sáng suốt hơn, không bị lừ đừ nữa. Nếu quý vị có bố mẹ ở nhà, quý vị thấy là sao ông cụ hay bà cụ cứ ngồi lừ đừ hoài, không có bệnh nhưng mà đi khám bác sĩ không có ra, là bởi vì cái hóc môn nó đã cạn kiệt hẳn gần hết rồi. Cho nên các bác bị lừ đừ và hay bị quên trước quên sau. Thì cái viên thuốc này các bác vẫn uống được nha quý vị, vẫn uống được để mà giúp quý vị minh mẫn trở lại, giúp các bác cảm thấy năng động, có thể là đứng dậy cầm cái chổi quét nhà hay là dọn dẹp, cảm thấy rất là năng động, rất là power và rất là energy đầy đủ lắm quý vị. Thì một lần nữa số phone để gọi vào là 1-888-933-7624, công ty dược mỹ phẩm Forever Billmore. Ở San Jose hay Bắc Cali là 408-679-3069, 408-679-3069 hoặc 1-888-933-7624. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật vui, thật đầm ấm và thật hạnh phúc với người thân. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị.